Cũng sáng nay ngày 15 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang gồm các ông bà Lê Hồng Cương, Huỳnh Huy Hoàng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hòa Tiến. Tại đây, hầu hết cử tri xã Hòa Tiến đã bày tỏ sự đồng thuận và hoan nghênh các kết quả đã đạt được của thành phố trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị thêm về một số vấn đề về việc phân lô tại chợ Lệ Trạch, xây dựng cảnh quan đô thị trên các tuyến đường chính. Ven sông Yên, sông Cù Đỏ đó, thì cái bờ phía Bắc thì đã thi công xong rồi, còn bờ phía Nam thì chưa làm. Thành thử là cử tri bây giờ rất là băn khoăn, rất là lo lắng cho những mùa mưa bão mưa lụt sắp đến. Thì cái này cũng kiến nghị với là thành phố nên tiếp tục thi công để đổ dòng chảy cho nó đảm bảo về cái đất, chứ không nó sạt lở thì nó là ảnh hưởng đến sản xuất. Chợ là trước đây chưa làm chợ là bọn tôi sống coi như đầy đủ, coi như không giàu nhưng mà có đủ sống. Hồi từ hồi làm chợ ở chợ lên Lào là bọn tôi không bón được 15 ngày, không bón bỏ hòn, chỉ ngồi không thôi. Mà trong khi đó là cũng 80 hộ bón ở trên Lào đó, bỏ hết, còn chỉ cỡ hơn 10 hộ còn lại thôi. Nhưng mong cấp trên làm sao giải quyết cho bọn tôi xuống để ở dưới bón. Tại vì ở dưới họ cũng bón mẹt hòn giống như ở tay trên bọn tôi, cho nên bọn tôi không bón được cái đồng mua hết nữa. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri, của đại diện chính quyền địa phương và đã giải trình một số thông tin, làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp chuyển các đơn vị có liên quan, xem xét, giải quyết trả lời trong lần tiếp xúc tới.